Nhưng tôi đã đồng ý với ba của Tiêu Lượng, đã hứa sẽ không làm tổn thương Tiêu Lượng nữa. Cậu đồng ý với tôi lần này thôi. Lần này thôi. Tôi muốn ở nhà của em, tôi không muốn ở đây. Anh nói muốn ở nơi quen thuộc mà, chỗ này quen thuộc lắm rồi. Đúng không, Lưu Dịch Minh? Quán trọ nổi tiếng ấm áp, hoan nghênh anh đại giá quang lâm. Đây mãi mãi là nhà của anh, xin mời. Ý em là gì? Chẳng lẽ em thật sự muốn anh ở với ta? Ý anh là gì? Anh xem thường tôi? Nếu không phải bởi đó năn nỉ, tôi còn lâu mới cho anh ở đây. Anh nghe rõ, đây là địa bàn của tôi làm chủ. Anh muốn ở thì ở, không muốn ở thì ra ngoài. Vừa nãy tôi nói gì với cậu lại quên rồi. Em nói anh nghe, anh đừng quan tâm cậu ta làm gì quá. Thật sự rất quan tâm anh. Vừa nãy nghe nói anh không có chỗ ở, liền đồng ý để anh dọn đến đây, đúng không, Lưu Dịch Minh? Cậu, nếu anh đã không muốn tôi đến đây thì tôi càng phải ở đây. Đây không phải nhà anh mà là nhà tôi. Anh muốn dọn về sao? Đây vốn là chỗ anh ở trước đây. Anh phải hoài niệm một chút. Giữa hai giờ cơ hội này đòi nhà lại. Được rồi, tôi hiểu. Hai người muốn đuổi tôi ra ngoài đúng không? Được. Hôm nay mà muốn tôi dọn đi, xem như tôi là nhà không chịu quy hoạch. Đừng gây nữa. Mẹ đó, cậu ngồi đây. Đây là chuyện giữa đàn ông chúng tôi. Cậu ngồi xuống đây, không cần cậu quản. Lát nữa tôi làm cho mặt anh đầy máu đấy. Mau lên, ngồi xuống. Còn cởi áo nữa, ai không biết cởi? Nào, anh em, có chuyện gì từ từ nói. Nói thật với anh, tôi mắc hội chứng yêu nhà. Trong biển người đông đúc kia, chỉ có nơi đây là chốn dừng chân của tôi. Nếu anh đuổi tôi đi thì tôi ở đâu? Tôi chết cống ngoài đường mất. Anh nói sao chúng ta quen biết nhau lâu như vậy? Anh nhìn tôi đi. Tình cảm chúng ta vừa qua biên giới Trung Hàn, anh bằng lòng để tôi chịu khổ tổn hại như vậy sao? Anh nhất định không bằng lòng, đúng không? Đây là trò đùa gì vậy? Tôi phải ở phòng của mẹ đó, không được. Anh ngủ ở sofa, tôi cho anh cả phòng khách là hay lắm rồi. Anh không đồng ý, tôi cũng phải ở cùng phòng mấy đó. Tôi nhường một bước cho anh ở phòng của tôi. Tôi dính đây gọi cho đầy vũ thì hơn. Được rồi, được. Cho anh phòng ở trên đó. Mang hành lý lên cho tôi. Có tiền thì hay lắm sao? Anh đang thể hiện gì vậy? Không phải chỉ là sách hành lý thôi sao? Ai không dám, sách thì sách. Cảm ơn nhé. Đi đâu vậy? Trời tối vậy mới về. Anh đó, lần đầu tiên ở chung với tôi, có nhiều quy tắc anh không hiểu. Có người tôi rất coi trọng đời tư cá nhân, cho nên sau này những chuyện xâm phạm đến đời tư cá nhân của tôi, anh đừng hỏi nữa. Những chuyện đã xảy ra trước đây, tôi có thể không tính toán, nhưng từ hôm nay, đừng gây chuyện với tôi. Nếu không, tôi không khách sáo với anh đâu. Anh không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi, chứng tỏ anh có tật giật mình. Có phải đi gặp mẹ đá không? Ai gặp mẹ đá? Anh dựa vào cái gì mà nói tôi gặp mẹ đá? Không đúng nha. Hơn nữa, tôi gặp ai thì liên quan gì tới anh? Anh có tư cách gì can thiệp vào chuyện của tôi? Đương nhiên là có liên quan. Có liên quan. Bây giờ mấy giờ rồi còn không về nấu cơm? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bảo tôi nấu cơm? Ngày trước là người khác nấu cơm cho tôi, sao anh không nấu cho tôi?
Được thôi. Vậy tôi nói với mẹ đó. Được 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 được. Tôi nấu cho anh được thôi. Mau chuẩn bị đi. Chỉ biết nói đến mẹ đó. Ngoài mẹ đó sao anh biết cái gì nữa? Phiền phức. Như vậy, thời gian hơi gấp, tôi chỉ có thể nấu vài món độc quyền. Bây giờ anh có 3 lựa chọn: thịt bò hầm, gà hầm, bò sốt cà. Anh chọn món nào? Tôi chỉ có thể chọn trong 3 món đó sao? Tôi muốn uống canh. Đương nhiên có canh rồi. Anh chọn một thứ đi. Được thôi, vậy thịt bò hầm mau làm đi. Được, thịt bò hầm đúng không? Nhanh thôi. Mau lên, nhanh lên. Anh gấp suốt cái gì? Nhanh lên đi. Đây là gì? Mì vị thịt bò hầm. Tuy rằng thêm một chữ mì, nhưng không phải anh nói muốn ăn thịt bò hầm sao? Đúng không? Mà ăn đi, nó nở ra hết kìa. Bắt tôi đợi lâu như vậy mà lại cho tôi ăn cái này. Đừng xem thường ly mì này. Tôi nói anh biết, đứng trên góc độ y học để tôi phân tích cho anh nghe. Ly mì thịt bò hầm này không tầm thường như người khác nghĩ. Anh xem, ở đây còn có thịt bò thật này. Có nhìn thấy không? Nhìn đây, trong các loại mì khác không có đâu. Thấy không? Tuy rằng thịt bò này tôi làm rất đơn giản, nhưng mà cuối cùng nó... Anh còn phải muốn ăn mì sao? Anh đi đâu vậy? Anh không ăn sao? Được, tôi ăn. Vậy mà anh cũng chịu được. Anh giỏi. Không phải chứ? Nếu cô ấy thực sự mất trí nhớ, sao lại dở thủ đoạn y hệt trước đây chứ? Như lần này cô ấy rất khác trước đây. Ít ra thì cô ta không xấu như trước. Cho nên lần này tôi thực sự không còn cách nào. Sợ mình không cẩn thận sẽ làm cô ấy bị kích động. Không thể nào. Tình tiết bị mất trí nhớ chỉ có trong phim thần tượng của Trần Minh Dương mới xuất hiện. Những cảnh như vậy tôi diễn ngán rồi. Trong đời thực làm sao có chuyện đó xảy ra? Tình tiết này thực sự quá nhàm rồi. Các người còn diễn cùng cô ta. Trước đây bị Diệp Kỳ chơi cũng chưa đủ. Thực sự tôi không lừa cô. Được được được, đừng thuyết phục tôi. Cho dù Diệp Kỳ thực sự mất trí nhớ rồi, cô ta muốn cướp tiêu lượng của cô không phải quá đơn giản sao? Cô bảo tôi lượng từ chối thẳng cô ta. Cuộc chơi kết thúc, kết cục hoàn mỹ quá tốt. Tôi sợ làm cô ấy bị kích động. Tôi cũng không muốn làm khó tiêu lượng như vậy. Cô không hiểu đàn ông sao? Đàn ông thì phải gánh vác. Cho dù tiêu lượng chia tay với Diệp Kỳ rồi, nhưng tiêu lượng cũng không từ bỏ cô ta hoàn toàn. Bởi thứ anh ta không từ bỏ là tình cảm và lòng tin của cô. Chính là đàn ông như vậy mới khiến cô vừa yêu vừa hận. Cô yêu sự gánh vác của anh ta, nhưng cũng hận không dứt khoát của anh ta. Nhưng tôi cũng sẽ không hận tiêu lượng giống như lời cô nói. Có hay không thì cũng chỉ có cô biết. Chuyện đó cô lừa gạt được người khác, không gạt được chính mình. Vì gạt lòng mình sẽ đau. Không tin cô cứ thử xem. Được thôi, cứ vậy đi. Chuyện này cứ giao cho tôi. Hôm khác tôi tranh thủ thời gian để gặp Diệp Kỳ. Yên tâm, đảm bảo thuốc đắng giả tật. Chuyện của cô quá độc đúng không? Tôi sẽ điều chỉnh lực cho tốt. Nhưng thực ra tôi biết cô nói đúng. Vì mỗi lần tôi tìm tất cả mọi lý do để thuyết phục bản thân, tự an ủi mình, trong lòng tôi thực sự rất khó chịu. Hình như có người nói, thì ra trái tim của mỗi người đều có cảm giác. Hình như là giám đốc Thẩm nói thì phải. Dừng lại, không được ở trước mặt tôi nói con người máy móc này. Hôm nay tôi tìm tiêu lượng là để giải quyết chuyện này. Tôi phải đến công ty của các cô tìm một người để tiếp tôi. Tạm biệt. Đây là cái gì? Là tài liệu mà giám đốc Tiêu đưa cho cô. Hôm nay buộc phải xem xong. Hơn nữa sau khi xem phải đích thân đến báo cáo cho anh ấy. Mẹ đá, sao hôm nay giám đốc Tiêu lại giao cho cô nhiệm vụ này? Đúng vậy, nhiều tài liệu như vậy còn không phải làm khó cô sao? Tôi hiểu rồi mẹ đá. Có phải giám đốc Tiêu cãi nhau với cô không? Có phải anh ấy cố ý mượn công việc để hành cô không? Tôi biết rồi. Đây chính là yêu nhau giết nhau trong truyền thuyết đây mà. Tôi lần đầu tiên thấy trong thực tế đó. Mẹ đá, cô thật khiến tôi ngưỡng mộ. Đúng rồi, chúng tôi cũng muốn có được bạn trai như vậy. Đúng.
Vào đi, em có muốn uống trà không? Sau này những đồ riêng tư anh đừng gửi đến văn phòng nữa. Nếu không bị ai nhìn thấy thì em ngại lắm. Vậy thì e là em phải khắc phục chướng ngại tâm lý này sớm thôi. Vì dù là thứ riêng tư nhất của em nằm ở chính trong văn phòng này, từ nay về sau em có thể yên tâm làm việc. Cái gì là thứ riêng tư nhất của em? Là anh. Đáng ghét. Mẹ đó, chúng ta đi chụp hình cưới đi. Anh muốn thấy em mặc áo cô dâu. Như vậy không thích hợp lắm đâu. Sao em không bằng lòng là cô dâu của anh à? Bằng lòng đương nhiên là em bằng lòng rồi. Vậy thì được, đi thôi. Nhưng mà Diệp Kỳ mới ốm vậy, nếu như cô ấy biết quan hệ hiện giờ của chúng ta, chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi đả kích này. Lùi hôn lễ là sao có được không? Mẹ đó, nhưng bây giờ anh có cuộc sống ổn định với em. Gần đây vì Diệp Kỳ mà chúng ta đã xích mích nhau mấy lần rồi, bị mất trí nhớ, như vậy anh không thích. Còn Diệp Kỳ thì sớm muộn gì chúng ta cũng phải nói cô ấy biết. Dù chúng ta đến với nhau, sớm muộn gì cô ấy cũng phải chịu đựng thôi. Nhưng nếu đã bắt buộc phải thực hiện những chuyện này thì làm muộn còn hơn làm sớm, có thể chăm sóc được nhiều người hơn. Vậy thì sao chúng ta phải sốt ruột tổ chức hôn lễ làm gì? Sự thật chứng minh là sớm chưa hẳn đã đúng mà. Diệp Kỳ quen biết anh sớm hơn em, vì em mới là người của anh, phải không nào? Lúc em nói câu này mà mặt em không đỏ chút nào. Dũng cảm thay đổi tình yêu của mình thì có gì ngượng ngùng đâu. Em thật sự càng ngày càng biết ăn nói rồi. Tới tìm chồng trước của Diệp Kỳ chưa? Gặp rồi. Vậy cô đã nói với anh ta chuyện đưa Diệp Kỳ đi chưa? Tôi hối hận rồi. Tôi khuyên anh ta được tổn thương Diệp Kỳ nữa. Bé đó có uống lột thuốc sao? Cô đã quên vì sao lại đi gặp anh ta à? Tôi đến gặp anh ta là vì tôi tưởng hai người họ là vợ chồng thực sự. Ít nhất anh ta có yêu Diệp Kỳ. Nhưng sau khi gặp anh ta tôi mới phát hiện anh ta hoàn toàn là tên cặn bã khốn kiếp. Nếu anh ta đưa Diệp Kỳ đi sẽ chỉ tiếp tục giày vò Diệp Kỳ. Diệp Kỳ đi theo anh ta cũng không có hạnh phúc. Cô còn muốn Diệp Kỳ hạnh phúc. Vậy cô để cô ta với Tiêu Lượng là được. Diệp Kỳ là tình địch của cô. Người cô ta yêu là Tiêu Lượng. Hơn nữa cô có nỡ từ bỏ Tiêu Lượng không? Tôi sẽ không bỏ anh ấy. Nhưng tôi cũng không thể để Diệp Kỳ vào hố lửa. Cô tốt bụng thật đó. Mẹ đó, tôi phải nhắc cô một câu. Hôm nay cô mềm lòng thì sau này chắc chắn sẽ gây phiền phức cho cô. Cô sẽ hối hận. Tôi khuyên anh đừng tìm cách tiếp cận chồng trước của Diệp Kỳ. Nếu bảo tôi làm chuyện trái với lương tâm, làm hại Diệp Kỳ thì tôi mới thực sự hối hận. Giờ cô ấy là một bệnh nhân, đã bị dày vò quá nhiều rồi. Dừng tay lại đi. Cô có thể dừng tay. Nhưng tôi dám khẳng định, sau khi Diệp Kỳ khôi phục trí nhớ, người đầu tiên cô ta muốn hại chính là cô. Alo, mau tới bệnh viện đi, Diệp Kỳ xảy ra chuyện rồi. Tôi đã kiểm tra cho bệnh nhân rồi, phần đầu quấy bị da đập, tạm thời không có gì đáng ngại. Nhưng cô ấy cần tĩnh dưỡng, hai người cố gắng đừng quấy rầy những cái ngơi của cô ấy. Được. Tình hình sao rồi? Không sao, đầu bị da đập thôi. Chỉ vì chuyện này mà gọi cho Tiêu Lượng. Diệp Kỳ y như trái bơm vậy, chỉ cần phát nổ thì sẽ cùng lúc khiến hai người bị thương. Chúng tôi rất ổn. Ở đây không còn chuyện của anh nữa. Về trực ban đi. Anh lại nhảy phiền quá. Này anh, tôi không biết. Quá ra các người có quan hệ với nhau đấy. Thảo nào cô lại bảo tôi đưa Diệp Kỳ đi. Thì ra cô cũng là người phụ nữ của anh ta. Tôi đã bảo anh đừng xuất hiện nữa rồi mà. Sao lại đến đây? Đừng hiểu lầm. Lần này là do Diệp Kỳ tự tìm đến tôi. Tối qua cô ấy gọi điện cho tôi, bảo tôi đưa cô ấy rời khỏi Thượng Hải. Vậy nên bây giờ đối với cô ấy, các người mới là người ngoài. Ai đồng ý để Diệp Kỳ đi cùng với anh? Anh không xứng để đưa cô ấy đi. Sao hả? Ăn trong bát rồi còn nhòm trong đồi. Tôi nói cho anh biết, nồi thịt này bây giờ là của tôi. Dù tôi không ăn cũng không dứt cho anh đâu. Cô ấy từng là vợ anh. Sao lại dùng lời lẽ như vậy bôi nhọ cô ấy? Anh nói sai rồi. Không phải đã từng. Vợ cô ấy cũng là vợ tôi. Chúng tôi vẫn chưa ly hôn. Cho nên về mặt luật pháp, tôi mới là người giám hộ của cô ấy. Tiêu Lượng. Được. Vậy giờ chúng ta giải quyết theo trình tự pháp luật. Lúc trước anh ngược đãi cô ấy, đừng tưởng tôi không biết. Dù Diệp Kỳ muốn đi cũng sẽ không đi theo loại cặn bã như anh. Này anh bạn,
mọi người quen biết cũng coi như có duyên rồi phải không? Nếu không thì tôi với anh Suki cùng lắm tôi mời anh ăn cơm. Anh từ đâu chui ra vậy? Là như vậy, thực ra tôi là bạn của bạn gái của bạn trai cũ của vợ hiện tại của anh. Vậy nên chúng ta có quen biết. Mọi người có gì từ từ nói, đang ở bệnh viện mà. Sao phải như vậy? Nào đi nào, đi thôi. Mày đó, vừa để Thang Diễn nói vậy là có ý gì? Em bảo anh ta đón Diệp Kỳ à? Em từng nghĩ đến việc đi tìm chồng trước cô ấy, nhưng em không biết anh ta là hạng người này. Em không biết, em đã tính tìm anh ta rồi. Lẽ nào không ngờ có ngày hôm nay, giờ Diệp Kỳ là bệnh nhân, sao em có thể tùy tiện đẩy cô ấy cho lại đàn ông đó? Lỡ xảy ra chuyện bất trắc gì, tính làm sao đây? Anh chỉ thấy cô ấy là bệnh nhân, cô ấy cần sự chăm sóc của anh. Vậy em thì sao? Chẳng qua em không bị thương, không đổ bệnh, em có người nhà, có bạn bè, em không đáng thương bằng cô ấy, nên không cần anh chăm sóc phải không? Tiêu Lượng, anh là bạn trai của em. Nhưng khi em thấy anh thương xót và quan tâm người phụ nữ khác, em mới là người đáng thương nhất. Phải, em chưa được sự đồng ý của anh, đã tự ý liên lạc với chồng trước cô ấy. Nhưng như vậy đã sao? Em không độ lượng, không tốt bụng, như vẻ bề ngoài, thậm chí có lúc cũng có mặt không tốt. Em không phải đứng cứu thế, một lòng sống vì người khác. Em cũng có sự ích kỷ của riêng mình. Em không tốt như anh tưởng đâu. Em chỉ là người phụ nữ bình thường thôi. Mẹ đó, anh chỉ muốn em có thể thẳng thắn với anh một chút. Nếu thực sự muốn anh rời xa Diệp Kỳ, ít chứ cũng nên cho anh biết chứ. Em là bạn gái anh, tất nhiên anh không muốn tổn thương em. Thẳng thắn, từ ngày đầu tiên ở bên anh, số trời đã định em không thể thẳng thắn với anh rồi. Vì con người thực sự của em chưa bao giờ xứng với anh. Được, anh muốn em nói thật lòng với anh phải không? Giờ em nói cho anh biết, em không muốn anh chăm sóc cô ấy. Em không muốn cô ấy ở bên anh. Thà bây giờ cô ấy nhớ lại mọi chuyện, em cũng không muốn chia sẻ với cô ấy. Tôi không quen anh, tôi không quen anh, tránh ra. Hứa với em, chỉ cần trong lòng anh có em, dòng tên mãi mãi chỉ thuộc về riêng em. Anh chị em trở mặt với ba anh, đến người thừa kế cũng không cần xem lại phản bội anh. Cảm ơn em đã tới bên anh, nữ hoàng của anh. Cô ấy là bạn gái tôi, mẹ đó rất yêu tôi. Cô ấy không thể lừa dối tôi, vì em sống hay chết cũng không liên quan gì tới anh. Cho dù là con chó lao ra đường, tôi cũng sẽ cứu, cô hiểu không? Ai bảo cô tới tìm cô ấy? Tôi nói đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Diệp Kỳ, hãy quên anh ta đi. Chúng ta không thể ở bên nhau. Sao vậy? Cô mẹ mỹ lệ, em không muốn anh chăm sóc cô ấy. Dù cho cô ấy nhớ tất cả mọi chuyện, cô không muốn chia xa anh với cô ấy. Đã lâu không gặp. Tiêu Lượng, anh ở đây. Sao vậy Diệp Kỳ? Em vừa... Không có gì. Vừa nãy em tưởng anh không có ở đây nên mới hoảng hốt như vậy. Giờ em thấy sao rồi? Có chỗ nào không khỏe không? Cô sao vậy? Có cần gọi bác sĩ cho cô không? Xin lỗi, tôi lại gây phiền phức cho hai người rồi. Không sao là tốt rồi. Nào, nằm xuống đi. Nào. Tiêu Lượng, lúc nãy hình như em nghe thấy hai người đang cãi nhau. Anh và mẹ đó vẫn ổn chứ? Đâu có, chúng tôi vẫn ổn. Vậy thì tốt. Thực ra chuyện này cũng có liên quan tới tôi. Tôi không biết cô muốn ra đi cùng chồng trước. Nếu tôi biết, đó là chuyện trước đây, không còn quan trọng nữa. Chỉ đối với tôi, anh ta thực sự quá xa lạ. Mẹ đó, cô có thấy tôi là kẻ rắc rối, luôn gây phiền phức cho hai người không? Không đâu, sao lại phiền phức chứ? Sao vậy? Sao mãi không nói gì? Chuyện trên kia thế nào vậy? Cậu và Tiêu Lượng lại cãi nhau sao?
Vậy sao cậu làm vậy? Diệp Kỳ luôn muốn Tiêu Lượng tới chăm sóc cô ấy. Trong lòng tôi rất buồn bực. Lô Dịch Minh tôi ích kỷ lắm đúng không? Ai cũng có lòng ích kỷ. Chỉ cần không tổn thương người khác, vì người mình yêu thì đâu có gì sai. Nếu cậu thực sự một lòng sống vì người khác, vậy cậu đừng làm bể đó nữa, làm Bồ Tát luôn cho rồi. Nếu Tiêu Lượng cũng nghĩ được như cậu thì tốt quá. Nhưng giờ trong lòng anh ấy chắc tôi là người rất xấu xa. Sao lại xấu xa? Anh ta nói cậu vậy sao? Không, chỉ là tôi không biết bây giờ anh ấy nghĩ sao về tôi. Vì trước mặt anh ấy tôi luôn thể hiện mặt lương thiện vui vẻ tốt đẹp nhất. Nhưng giờ anh ấy cũng đã phát hiện quá xa tôi cũng có chỗ không tốt. Tôi cũng ích kỷ, cũng tính toán, cũng đố kỵ. Cho nên chắc giờ anh ấy thất vọng về tôi. Thực ra vậy là em không hiểu anh rồi. Nếu anh muốn tìm một người phụ nữ hoàn hảo, sao lúc trước còn chọn em? Anh là có ý gì hả? Mẹ đó, có lẽ em đã thể hiện gương mặt tốt nhất, nhưng anh còn có người thật sự của em. Điều anh thất vọng không phải sự ích kỷ của em, mà chúng ta thân thiết tới vậy. Em không nói những suy nghĩ trong lòng cho em. Chúng ta cãi nhau em đi tìm người ngoài trước. Anh nói ai vậy? Ai là người ngoài hả? Xin lỗi, ngay từ đầu em không nên giấu anh. Đợi khi Diệp Kỳ bình phục, anh sẽ tìm chỗ khác thu xếp ổn thỏa cho cô ấy. Anh sẽ không để bất cứ ai tác động đến tình cảm của em. Giữa ban ngày ban mặt, dưới ba thất đức còn có thần linh. Hai người đứng đây ôm nhau coi được không? Không hợp đâu. Đột nhiên tôi nhớ ra còn phải trực ban. Hai người không cần tiễn, tạm biệt. Sao chứ? Vết thương ngoài da đã khỏi rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi là có hy vọng hồi phục trí nhớ. Sao vậy? Sắp nhớ lại lẽ nào em không vui? Đương nhiên là vui. Chỉ là một khi em nhớ lại, chắc anh sẽ không chăm sóc em giống như bây giờ nữa. Sao em lại nói như vậy? Em mất ký ức của 5 năm. Nhưng 5 năm này em đã làm rất nhiều chuyện tổn thương anh. Một khi em hồi phục trí nhớ, sẽ lại biến thành Diệp Kỳ đáng ghét. Chắc anh né em còn không kịp. Lần trước anh đã nói với em, chuyện đã qua cứ để nó qua đi. Anh không để bụng đâu. Vậy còn bé đó thì sao? Cô ấy sẽ tha thứ cho em chứ? Dù gì giờ cô ấy cũng là bạn gái anh. Dù gì giờ em bị thương, nên cô ấy mới cho anh qua chăm sóc em, không phải sao? Về chuyện này, anh đang muốn nói chuyện với em. Diệp Kỳ, chờ em khỏi lại thì hãy bắt đầu cuộc sống riêng của mình đi. Ý anh là sao? Anh bảo em phải rời xa anh sao? Em hiểu lầm rồi. Anh mong em thoát khỏi quá khứ 5 năm trước, chứ đừng sống mãi trong ký ức của hai ta. Anh cũng có hạnh phúc của riêng mình. Em cũng có tư cách theo đuổi cuộc sống mới. Em không muốn cuộc sống mới. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh. Nếu anh nhất quyết đuổi em đi, thì em sẽ đi tìm Thang Dĩ, để hắn hành hạ em như trước kia. Trước kia? Em nhớ lại chuyện trước kia rồi sao? Thỉnh thoảng em mới nhớ lại một vài chuyện. Lúc nằm mơ, hình như nhìn thấy hắn đánh em. Có phải mẹ đó nói gì với anh không? Nếu cô ấy phản đối việc anh chăm sóc em có thể giải thích cho cô ấy. Không liên quan mẹ đó. Vậy thì vì cái gì? Vì em luôn gây rắc rối cho anh sao? Anh à, em có thể đảm bảo sau này em không tổn thương chính mình nữa. Vì em là người con gái tốt, em đáng có cuộc sống tốt hơn. Anh thừa nhận mình có lòng riêng. Anh không muốn gì em ảnh hưởng tới anh và bé đó. Nhưng vì bé đó anh mới hiểu thế nào là hoàn chỉnh. Diệp Kỳ, anh không mong cuộc đời của em không trọn vẹn. Bất kể trước đây cuộc sống của em có tốt hay không, thì đó chỉ là một phần trong đời em thôi. Anh không muốn em vì anh mà buông bỏ hồi ức đó. Càng không muốn là cuộc sống của em cứ mãi dây quanh anh. Em hiểu ý anh không?
em hiểu rồi. Một khi em hồi phục trí nhớ thì anh sẽ hoàn toàn buông tay. Tất nhiên. Đúng rồi, bệnh viện đã xác định phương án điều trị mới. Mai sẽ chuyển em sang khoa tâm thần để điều trị thôi miên. Điều trị thôi miên. Nằm xuống. Nào, từ từ nằm xuống. Sẵn sàng chưa? Rồi. Được. Đợi một chút. Có phải tôi tiếp nhận điều trị là nhớ ra mọi chuyện không? Chuyện này không thể chắc chắn 100%, nhưng đối với tình trạng của cô thì sẽ khỏe lại thôi. Cậu Tiêu đã hứa với chúng tôi, cậu ấy sẽ ở bên cô xuyên suốt trong quá trình điều trị. Dù xảy ra chuyện gì, cậu Tiêu cũng sẽ tới đây ngay. Cô yên tâm đi. Nào, thả lỏng. Bắt đầu đi. Được. Sau khi thôi miên, cô ấy sẽ nhớ lại mọi chuyện sao? Anh biết em đang lo gì. Thật ra với em, anh càng mong Diệp Kỳ hồi phục trí nhớ. Vậy thì mình có thể quay trở lại vị trí ban đầu. Đúng, quay trở lại vị trí ban đầu, giống như hồi xưa vậy. Anh hứa với em được không? Tất nhiên. Dù cho lát nữa Diệp Kỳ nói gì, anh cũng đừng buông tay em. Em muốn nắm tay anh mãi, được không? Anh hứa. Cô Diệp Kỳ từ từ nhớ lại đi. Nhìn rõ chuyện xảy ra trước mắt cô. Rõ ràng không nên quan tâm cô ấy, nhưng sao mình lại kìm lòng không đậu như vậy? Chẳng lẽ giờ Diệp Kỳ đã bình phục? Cô ta và Trần Béo ngay tại đó. Giờ Tiêu Lượng và Béo đã chia tay rồi. Không đúng. Với quan hệ của mình và Béo, nếu cô ấy chia tay Tiêu Lượng, chắc sẽ báo với mình ngay. Dù cô ấy không nói với mình, thì với quan hệ của mình với Tiêu Lượng, Tiêu Lượng cũng sẽ hỏi ý kiến mình chứ. Hoặc là Diệp Kỳ vốn không nhớ ra được bất cứ chuyện gì. Chẳng lẽ số trời đã như vậy, muốn cho Béo và Tiêu Lượng về bên nhau sao? Đúng, từ từ thôi. Trước mắt cô xảy ra chuyện gì? Chủ tịch đừng như vậy. Đừng bắt cháu đi. Đừng bắt cháu đi. Đừng vội, từ từ. Thả lỏng nào. Cháu không muốn đâu chủ tịch. Ai cứu tôi với. Thả lỏng đi. Chủ tịch ta cháu không muốn, thả lỏng nào.
Chuyện gì cháu cũng đồng ý hết. Nhưng đừng bắt cháu đi. Cô Diệp tỉnh lại đi. Đừng bắt em điều trị gì nữa. Em không muốn quay lại quá khứ. Em không muốn mất anh lần nữa. Được, anh đồng ý. Anh đồng ý. Tới đây thôi. Sao rồi? Diệp Kỳ điều trị xong chưa? Cô ấy có nhớ lại chuyện quá khứ không? Không. Cô ấy không nói gì. Cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm rồi. Cũng tốt lắm. Tốt sao? Nếu cậu mà thấy tốt thật thì sao lại trốn ở đây chứ? Tôi muốn ra ngoài hít thở. Có phải Tiêu Lượng đã làm gì không? Giờ anh ta đang ở đâu? Anh ấy đang ở với Diệp Kỳ. Lô Dịch Minh, tôi hối hận rồi. Tôi hối hận lúc đầu không nói thật với Tiêu Lượng. Thậm chí tôi hối hận tại sao người hôm đó bị thương không phải tôi. Nếu giờ người bị thương mất trí nhớ là tôi thì ít nhất Tiêu Lượng sẽ tha thứ cho tôi vì tôi lừa anh ấy. Anh ấy sẽ không hận tôi. Nhưng sao người gặp những chuyện này lại không phải tôi mà là người khác chứ? Không sao, cậu cũng có tôi ở bên cậu. Dù cho lát nữa Diệp Kỳ nói gì, anh cũng đừng buông tay em. Em muốn anh nắm tay em mãi. Anh hứa, đừng bắt cháu đi. Đừng bắt em phải điều trị gì nữa, em không muốn quay lại quá khứ. Được, anh đồng ý, anh đồng ý. Tới đây thôi. Anh có chuyện muốn nói với em. Diệp Kỳ nói anh cứ chôn giấu mọi chuyện trong lòng. Trước nay chưa từng chủ động nói ra nên cô ấy mới chia tay anh. Giờ anh không muốn nuối tiếc gì nữa. Dù muốn thế nào cũng phải nói rõ với em. Tại sao anh đột nhiên nói chuyện này với em? Mẹ đó, hôm nay ở bệnh viện anh qua ôm cô ấy là vì cô ấy thực sự rất buồn. Là người yêu cũ của cô ấy, anh đã không thể hứa hẹn gì với cô ấy nữa. Còn nữa, lúc đó em bảo anh đừng buông tay, nhưng anh vẫn buông tay em vì Diệp Kỳ. Thực sự rất xin lỗi. Anh không cần nói nữa, em biết cả rồi. Tình cảm anh dành cho Diệp Kỳ giống như tình cảm em dành cho Lô Dịch Minh vậy. Chỉ mong họ đều sống tốt. Hôm nay Diệp Kỳ gào khóc gọi anh, em không trách cô ấy cướp mất anh từ tay em. Vì trước đây em cũng như cô ấy, thích anh với tâm trạng hệt như cô ấy, nên em hiểu cảm giác của cô ấy. Tiêu Lượng, chỉ cần là anh chịu tới đây để giải thích với em là em vui lắm rồi. Nếu lần sau anh vô tình buông tay em ra thì em phải chạy tới tóm lấy anh, không được bỏ đi một lần nữa. Biết chưa?
Được. Như vậy là sao? Đương nhiên là những thứ chúng ta dùng khi kết hôn. Anh coi, thiệp mời nè, nhà hàng và cả nơi chúng ta cử hành hôn lễ. Những thứ này phải chuẩn bị trước. Anh biết, anh muốn hỏi là tại sao lại là hai người chọn với nhau. Vậy được rồi, anh phát biểu ý kiến đi. Đây, anh chọn đi, nơi cử hành nữa nè. Hay là như vậy, chúng ta coi nơi cử hành hôn lễ trước. Ở đây có rất nhiều giáo đường đó. Nhưng hai người đâu có theo đạo đâu, tới giáo đường làm gì? Quan trọng là cảm giác, cậu hiểu không? Tưởng tượng đi, tôi mặc váy cưới màu trắng, sau đó đi trên hành lang dài, nghe khúc nhạc hôn lễ du dương. Cảm giác đó. Cứ quyết định như vậy đi. Tôi đã kêu người chuẩn bị đám cưới truyền thống rồi. Tới lúc đó sẽ trực tiếp mời khách. Sao vậy? Không lẽ chuyện nhỏ như vậy anh cũng không được quyết định? Như vậy đi, em thấy hay là cứ chọn nhà hàng trước đã. Dù sao tiền cũng là do anh chi, cho nên anh quyết định đi. Đây, anh thấy sao? Nè, tôi đã quyết định để anh làm phù rể. Tốt nhất hãy chuẩn bị đi. Ai đồng ý cho cậu ấy làm phù rể chứ? Lưu Dịch Minh là người bên nhà gái, em còn định cho cậu ấy làm phù dâu. Phù dâu đều là nữ, để đàn ông làm có được không? Làm người trong đoàn thân hữu của em. Dù sao Lưu Dịch Minh cũng là người của em. Tôi nói với anh rồi là đàn ông. Anh kỹ tính như vậy, chỉ là tìm phù rể thôi mà. Công ty anh nhiều nhân viên như vậy, tìm đại một người là được rồi. Miễn đừng kém hơn tôi là được. Được rồi, tranh thủ đi. Nào nào mới quyết định. Chọn thiệp mời đi, cái này đi. Sao cậu trông già như vậy chứ? Cái này đi, cái này đi. Cậu coi cái này đi. Cho tôi coi với. Được rồi, coi đi. Cái này nữa. Màu đỏ trông cho vui vẻ. Cái này dễ thương nè. Trẻ trâu quá. Phải đó, ấu trĩ. Làm phụ dâu cho cô. Tôi biết bây giờ bảo cô làm phụ dâu có hơi vội vàng. Nhưng mà tôi chỉ có một người bạn nữ là cô thôi. Đây không phải là vấn đề vội hay không. Cô nói coi tôi xinh đẹp hơn cô. Nếu tôi làm phụ dâu sẽ phá hỏng đám cưới của cô. Sao cà phê hôm nay có cái gì đó giống như bả trà vậy? Không sao đâu. Phải rồi, cậu chăn nó rất đúng. Với ngoại hình của cô ấy, đi tham gia hôn lễ của người khác đúng là không thích hợp. Hay là suy nghĩ lại đi, tìm người nào đẹp hơn một chút. Phải đó, cái gì? Tìm người xấu hơn một chút. Phải. Mà không phải chứ, sao hôm nay anh cứ là lạ sao đó? Người mà anh thích sắp kết hôn rồi, anh không tìm cách phá họ hay sao? Mà còn giúp đỡ nữa. Tôi nói gì không đúng sao? Được rồi, em không sai, em nói gì cũng đúng. Hay là như vậy đi, chúng ta đổi chủ đề khác. Lần này mời em xuống núi, chủ yếu có chuyện khác muốn nhờ giá em. Phiền phức gì nữa đây? Không lẽ lại là Diệp Kỳ? Sao cô biết? Giỡn sao? Hai người sao có thể là đối thủ của cô ta? Vẫn phải để tôi đích thân ra tay. Nói đi, cô ta gây phiền phức gì rồi? Cũng không có gì phiền phức. Có điều tôi và Tiêu Lượng sắp kết hôn rồi. Tôi sợ cô ấy phải chịu đả kích. Lỡ như lại làm ra những điều không tốt giống như lần trước. Cho nên, nếu không sao có câu kẻ ác sẽ có người ác trừng trị. Tôi chính là tiểu yêu tinh nhỏ bé. Yên tâm đi, đúng lúc tôi cũng sắp quay quảng cáo với công ty. Mấy ngày nay chắc chắn sẽ thường xuyên tới. Nếu Diệp Kỳ dám hó hé, tôi nhất định sẽ hạ gục cô ta. Lúc nào cũng có thể hạ gục cô ta. Đây là tài liệu lát nữa dùng trong cuộc họp mà trợ lý Tệ kêu em đưa cho anh. Nếu như Diệp Kỳ vào công ty chúng ta thì em sẽ nghĩ ra sao? Đó là chuyện cuối cùng mà Diệp Kỳ muốn anh làm cho cô ấy. Diệp Kỳ là nhà thiết kế thời trang, sao lại phải vào công ty chúng ta? Có lẽ cô ấy đưa ra yêu cầu này cũng vì anh thôi. Nhưng anh không muốn tiếp tục lằng nhằng với cô ấy, cho nên anh muốn giải quyết một lần không nợ nần gì nữa. Vậy sao anh còn phải hỏi em? Bởi vì anh đã hứa với em sẽ không để cho em phải tổn thương.
Thực ra mỗi lần nhìn thấy anh khó xử chị em và Diệp Kỳ, em sẽ luôn nhớ tới một chuyện. Hai người phụ nữ giành nhau một đứa con trên công đường. Ai cũng nói đứa trẻ đó là của mình. Bởi vậy người xử kiện đã nói: được rồi, vậy hai người cứ tranh nhau xem, người nào thắng thì đứa trẻ sẽ là của người đó. Diễn biến tiếp theo đó, em tin là anh cũng từng nghe nói, người mẹ thực sự vì thương con của mình nên đã không mạnh tay giành đứa trẻ đó. Bà ấy chỉ có thể chọn cách buông tay. Cho nên có những lúc chuyện đời là như vậy, người thỏa hiệp trước có lẽ là người yêu nhiều hơn. Em cũng đánh giá thấp anh rồi. Không ai có thể cướp anh đi được đâu. Tới giờ anh vẫn chưa hiểu sao? Bây giờ không phải là anh muốn chọn ai, mà là giữa em và Diệp Kỳ, em luôn là người yếu nhất. Dù bề ngoài là em ở bên anh, nhưng mà sự tồn tại của anh chính là điểm yếu của em. Chỉ cần cô ấy lay động được anh, em sẽ không thể không chọn cách buông tay. Mẹ đó, chỉ cần em không đồng ý là được rồi. Anh thả mắc nợ Diệp Kỳ còn hơn. Vậy nên có thể đây là lý do em luôn thua cô ấy. Em vẫn luôn hy vọng, dù anh có phải nợ ai, thì người đó cũng sẽ là em. Được rồi, chúng ta đã giao hẹn rồi. Anh có thể dùng cả cuộc đời để trả nợ cho em, không phải sao? Anh là quản lý mà không đi họp thay em thì em cần anh làm gì? Cho dù anh không tới thì cũng phải báo người của Teishiro tới đón. Em phải một mình đi tìm đây. Em cho anh 10 phút đó. Nè, nè, cô Diệp. Sao rồi trợ lý Tề? Lại có chuyện gì nữa rồi? Hôm nay đúng là đen đuổi, yêu ma quỷ quái tề tựu đông đủ. Giám đốc Tiêu đồng ý, anh ấy kêu cô tuần sau tới phòng thương hiệu. Thật sao? Tiêu Lượng đồng ý cho tôi ở lại Teishiro thật sao? Thật đó. Tốt quá rồi, cảm ơn anh. Xin lỗi nha. Vừa nãy cô nói cô sẽ tới đây làm việc sao? Là ý gì? Lát nữa là bắt đầu cuộc họp rồi, vậy em về trước nha. Cao Giang đã tới rồi, có thể bắt đầu cuộc họp. Tôi biết rồi, tôi tới ngay. Không cần đâu, chúng ta nói ở đây luôn đi. Mẹ đó cũng ở đây sao? Đúng lúc thiệt đó, đợi cô Diệp tới. Coi như đủ mặt bạn gái của giám đốc Tiêu rồi. Xin lỗi nha, làm phiền mọi người. Cô Cao nói có chuyện muốn nói với em, nên em đã theo tới đây. Mọi người nhìn tôi làm gì? Nào, ngồi đi. Mọi người đừng khách khí. Nào, ngồi ngồi. Nào Diệp Kỳ, qua đây ngồi đi. Qua đây, qua đây. Nè, phiền anh đóng cửa lại được không? Cô Cao, cô nhớ làm rồi, đây đâu phải phòng họp. Đương nhiên tôi biết không phải phòng họp, nhưng mà mọi người cũng đâu phải người ngoài. Nói chuyện không cần phải giữ ý. Anh nói có đúng hay không, Tiêu Tổng? Nếu cô muốn họp ở đây, tôi không có ý kiến. Sao hai người lại tới cùng nhau? Không sao chứ. Cô nói cái gì vậy? Tôi và cô Diệp là bạn cũ, chúng tôi có chuyện gì được chứ? Nhưng mà cô là tình địch chung của hai chúng tôi. Thường ngày cô nên đề phòng chúng tôi hơn mới đúng. Để tránh đòn trước dễ tránh đòn sau khó phòng. Tới khi bạn trai bị cướp đi cô cũng không biết đâu. Lời của cô Cao Văn vừa nói, sao tôi nghe vẫn không hiểu vậy? Nếu chúng ta đều là bạn của mẹ đó, sao phải cướp bạn trai của cô ấy? Không đúng. Cô đúng là bạn của mẹ đó, nhưng tôi không hề nói với cô tôi cũng là bạn của cô ấy. Chẳng phải cô đã quên hết ký ức 5 năm qua rồi sao? Quan hệ của các cô tốt như vậy, trên mạng đâu đâu cũng là tin tức của hai người. Tôi tìm hiểu một chút cũng đâu có gì lạ đâu. Vậy cô có hiểu được quan hệ giữa tôi và cô không? Chúng ta? Tôi không biết. Sao phải như vậy chứ? Rõ ràng chúng ta có quan hệ rất tốt. Sao cô lại bám dính mẹ đó và Tiêu Lượng chứ? Với lại cho dù tránh hiềm nghi thì cô cũng nên tránh Tiêu Lượng một chút phải không? Nếu cô nói chúng ta không phải người ngoài, vậy thì cứ nói thẳng đi, đừng có chồng cho như vậy nữa.
Được thôi, nếu anh đã thẳng thắn như vậy thì tôi không khách khí. Lấy mặt tình bạn của chúng ta, nhường cô Diệp lại cho tôi đi. Nhường cho cô có ý gì? Nếu không sao tôi lại nói hôm nay số tôi đỏ? Vừa nãy tôi đi ngang qua tầng dưới, nghe thấy trợ lý Tề nói với cô Diệp là cô ấy sẽ làm việc ở đây. Tôi cảm thấy rất lạ. Công ty các anh là công ty trang sức, sao lại cần thiết kế thời trang? Cô hiểu lầm rồi, là Diệp Kỳ muốn tới đây. Hư quá, tôi còn chưa nói xong. Đừng có quậy. Cho nên tôi đang nghĩ, nhân tài xuất sắc như cô Diệp đây, phải tìm được một vị trí thích hợp với cô ấy. Phải rồi, tôi đang thiếu một nhà tạo mẫu. Hay là anh nhường cô ấy cho tôi đi. Cô Cao, tôi đã quên hết kinh nghiệm công việc trước đây rồi, e rằng không đủ khả năng giúp cô đâu. Vậy mới nói tại sao chúng ta lại làm bạn. Nếu là người khác tôi không thèm bận tâm đâu. Cô coi hai chúng ta thân nhau như vậy, bây giờ cô mất trí, tới công việc tử tế cũng không tìm được. Huống hồ tình cảnh của cô đáng thương quá. Ngoài tôi ra còn có ai giúp được cô đâu. Anh nói có phải không giám đốc Tiêu? Nếu cô thật lòng muốn giúp Diệp Kỳ thì công việc nhà tạo mẫu đúng là phù hợp hơn công ty tôi. Đúng vậy, nhưng em sợ em không thích ứng được với môi trường xa lạ đâu. Hơn nữa theo tình hình hiện giờ của em, hình như em với cô Cao đây không thân lắm. Đó là vì cô quên rồi, trước đây khi cô từ nước ngoài về, còn chưa gặp tôi đã quyết định hợp tác với tôi. Hồi đó chúng ta còn rất ăn ý, giờ chắc cũng vậy thôi. Đây là động tác riêng của hai chị em chúng ta, cô còn nhớ không? Không sao, không quan trọng. Tiêu Lượng, tuy chúng ta đã chia tay, nhưng dù sao vẫn là bạn bè. Tôi muốn giúp anh và mẹ đóa chăm sóc Diệp Kỳ. Chắc hai người không nghi ngờ tấm lòng này của tôi chứ? Tất nhiên rồi. Vậy thì tốt, coi như anh đã đồng ý nha. Này Diệp Kỳ, sau này cô chính là nhà tạo mẫu của tôi, chúng ta hợp tác vui vẻ. Cảm ơn cô Cao đã cho tôi cơ hội đó. Tôi sẽ cố gắng, cố lên. Đây là cảnh cung đấu sao? Nếu anh đã cho tôi nhân viên tốt như vậy, vậy tôi cũng không có ý kiến với kế hoạch quảng cáo của công ty các anh. Tất cả cứ làm theo kế hoạch của giám đốc Thẩm đi. Giám đốc Thẩm, sau này làm phiền anh rồi. Câu này thì chuẩn đó. Cô đúng là phiền phức. Nể mặt mà còn không chịu, anh hất mặt lên trời với ai vậy? Giám đốc Tiêu, cậu vất vả rồi. Chú ý sức khỏe nha. Nè, tôi thật ra... Nè Tiêu Lượng, nếu không phải nể mặt anh thì tôi không bao giờ hợp tác với loại người đó. Tuyệt đối không. Sao lại có loại người kỳ cục như vậy chứ? Bạn thân... Nè cục cưng, nè, em tìm nhầm chỗ thật rồi. Đây đâu phải phòng họp đâu. Em biết em tìm nhầm chỗ, nhưng không phải nhầm việc. Họ cứ đợi mà ca ngợi em đi. Không phải chứ, nét mặt của em sao vậy? Có chuyện gì sao? Em tuyển thêm người anh thấy sao đây? Tuyển thêm một người nữa? Em muốn giấu anh ra riêng phải không? Nè không phải chứ, anh tuyển cho em bao nhiêu nhà tạo mẫu rồi em chưa hài lòng sao? Người lúc trước vẫn ổn mà, tỉ mỉ cũng có, cẩn thận cũng có, chỉ là hơi làm biến thôi. Chào chị Giang. Chào chị Giang. Chào chị Cao. Nhà tàu mẫu mới tới chưa? Ở bên kia. Chào cô Cao. Cô còn khách sáo với tôi sao? Sao rồi? Hôm nay công việc của cô thuận lợi chứ? Rất tốt, cảm ơn cô. Vậy thì tốt. Phải rồi, ngày mai tôi tới Teshiro. Cô phối đồ cho tôi đi. Ngày mai sao? Thời gian hơi gấp, có lẽ tôi không chuẩn bị kịp. Không sao đâu, trang phục nhiều như vậy phối từng bộ cũng được. Tôi đợi cô. Cô Cao, cái này được không? Nè.
Alo, tôi là Tiêu Lượng. Alo, là em đây. Giờ em đã vào làm việc trong công ty Cao Giang rồi. Em muốn gọi điện nói với anh. Cảm ơn anh. Không có gì đâu, Cao Giang mới là người giúp em. Em nên cảm ơn cô ấy. Nếu không có chuyện gì, anh cướp máy đây. Khoan đã. Có vẻ ngày đầu tiên đi làm, bây giờ em vẫn chưa thích ứng được. Em thấy không thoải mái lắm. Sao lại không thoải mái? Em không biết nữa, chỉ là em thấy phần đầu bị thương, rất đau đó. Nếu tăng làm anh rảnh, có thể tới bệnh viện kiểm tra cùng em được không? Nếu anh phải đi cùng với mẹ đó, vậy thì cũng không sao. Em chỉ nhất thời cảm thấy khó chịu thôi. Em không biết nhờ ai hết cho nên mới gọi cho anh. Được rồi, tăng làm anh sẽ tới đón em. Được. Sao chị? Ai gọi cho anh đó? Diệp Kỳ đột nhiên nói không được khỏe, kêu anh cùng tới bệnh viện kiểm tra. Em đi cùng anh đi. Nhưng hôm nay chúng ta đã hẹn tới nơi tổ chức hôn lễ rồi. Thời gian gấp như vậy, chúng ta phải chốt ngay thôi. Tình hình của cô ấy rất nghiêm trọng, dù sao cũng là sức khỏe, nên anh không muốn cô ấy đi một mình. Vậy được rồi, vậy anh đi tìm Diệp Kỳ đi, em đi một mình. Lát nữa anh sẽ kêu tài chủ lái xe đưa em đi. Cô dậy rồi. Vừa nãy thấy cô ngủ say nên tôi không kêu. Cô cũng chu đáo đó, rất tốt. Phải rồi, lúc nãy đột nhiên tôi nhớ ra, cô không cần bận tâm vấn đề trang phục đâu. Tôi biết tôi muốn mặc gì. Vậy sao? Vậy sao cô không sớm nói cho tôi biết? Tôi có thể chuẩn bị trước. Không có sao, bây giờ cô chuẩn bị chẳng kịp. Trang phục ở chỗ đoàn làm phim cô đi lấy giúp tôi được không? Đoàn làm phim? Mấy chuyện này không phải trợ lý của cô làm hay sao? Sao trợ lý đáng tin bằng cô được chứ? Trang phục quan trọng như vậy tất nhiên phải để cô đích thân đi lấy, tôi mới yên tâm. Nhưng mà đoàn phim đó cách trung tâm thành phố khá xa, cô phải ngồi xe buýt tới. Trở về trước sáng mai chắc không thành vấn đề chứ. Cố lên, cô làm được mà. Cái sofa này chắc phải đổi rồi, ngày nào ngủ dậy cũng đau cổ. Đau chết mình rồi. Cao Văn, sao anh lại tới đây? Khi nãy Diệp Kỳ nói không được khỏe, bây giờ cô ấy đâu? Đâu có. Tôi kêu cô ấy tới đoàn phim lấy trang phục rồi. Chắc là cũng đi được một lúc. Tới đoàn phim một mình cô ấy đi. Cô ấy đâu phải trẻ lên ba đâu. Tôi phải tìm bảo mẫu hay sao? Với lại nếu cô ấy thấy không khỏe, vậy thì cả ngày nay ở công ty với cô ấy, chắc chắn tôi phải biết. Tôi thấy cô ấy vẫn tốt mà. Cô ấy vừa gọi cho tôi, có lẽ là ngày đầu tiên đi làm chưa thích ứng được. Đúng là kỳ lạ đó. Nếu cô ấy không thích ứng được thì có thể tìm Jason, cũng có thể tìm tôi. Nếu không thì gặp bác sĩ. Anh nói coi, anh đâu phải cấp trên, cũng đâu phải bác sĩ điều trị đâu. Cô ấy tìm anh làm gì? Người duy nhất Diệp Kỳ có thể nương tựa là tôi. Câu nói này nghe mới mẻ ghê đó. Tôi nghe nói một người có thể dựa dẫm cha mẹ, bạn bè, khi kết hôn rồi sẽ dựa dẫm vào nửa kia. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói có thể dựa dẫm vào bạn trai cũ. Theo logic mà nói, nếu như cô ấy có chuyện, không phải là nên tìm Hàn Bân sao? Cô có ý gì đây? Lúc trước anh khiến tôi nhìn rõ bộ mặt thật của Hàn Bân để tôi tỉnh táo. Bây giờ tới lượt anh. Anh lại cam tâm để cô ta lừa sao? Diệp Kỳ không giống như Hàn Bân. Không giống chỗ nào chứ? Không phải bây giờ anh bị cô ta dắt mũi sao? Cô nhầm rồi. Tôi chưa bao giờ bất chấp tất cả yêu ai đó như cô với Hàn Bân. Cho dù có cũng không phải Diệp Kỳ mà là mẹ đó. Hơn nữa, cô tưởng vì Diệp Kỳ bị thương nên tôi mắc nợ cô ấy sao? Lúc tôi và cô ấy yêu nhau, tôi cũng đã nợ cô ấy. Tôi chưa bao giờ yêu cô ấy như mẹ đó. Người thật sự bị bỏ rơi là cô ấy. Anh bù đắp cho cô ta vậy là đủ rồi. Có tới mức như vậy hay không? Cô có thể hỏi Lô Dịch Minh. Nếu cô bị thương, xem anh ta có làm như vậy không? Tôi không thích nghe câu này đâu nha. Lô Dịch Minh chăm sóc tôi là vì anh ấy có nhân phẩm tốt. Sao lại lôi anh ấy ra so sánh với bạn gái cũ của anh? Diệp Kỳ đó đọ được với tôi sao? Tan nát cõi lòng luôn rồi. Nghe xong cũng đau thận luôn đó. Có gì đáng so bì đâu chứ. Ôi trời ơi, nhức đầu quá đi.